Theo các bác sĩ, nhiều bệnh nhân đái tháo đường đã không tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc không thường xuyên dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Vừa qua, khoa nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã tiếp nhận một bệnh nhân cao tuổi đến khám trong tình trạng người mệt mỏi nhiều, khát nước, tiểu nhiều, thể trạng gầy sút. Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường từ nhiều năm, nhưng thời gian gần đây đã bỏ thuốc điều trị dẫn đến biến chứng loét bàn chân. Do chế độ ăn uống không khoa học nên bệnh nhân này phải nhập viện điều trị vì biến chứng thận do đái tháo đường. Tôi mắc bệnh 8 năm, gần tháng này người nó có nhọc, ăn uống nó không được như mọi khi. Bác sĩ bảo là bị suy thận, cho nên là bác sĩ bảo nhập viện để điều trị. Theo những cái thống kê gần đây, khoảng đến năm 2023 thì Việt Nam đã có khoảng gần 5 triệu bệnh nhân mắc đái tháo đường. Trong đó thì 55% là đã có các biến chứng, và biến chứng thường gặp của bệnh nhân đái đường là biến chứng về thần kinh, biến chứng về mạch máu, biến chứng về thận, biến chứng về loét bàn chân. Và tỷ lệ bệnh nhân đái tháo đường thì cũng phải chiếm đến 7,3% trong tỷ lệ dân số của người Việt Nam. Thì đái tháo đường thì cũng là một trong những bệnh hàng đầu gây ra những cái tử vong hoặc tàn tật sớm đối với các bệnh nhân đái đường. Đó là cái tàn tật về mù lòa, đó là cái cắt cụt chi do loét chân. Hiện tại thì Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đang quản lý ngoại trú khoảng 5.000 bệnh nhân một tháng và điều trị trong nội trú khoảng tầm 70 đến 90 bệnh nhân. Đấy là chưa kể có rất nhiều các bệnh nhân đã mắc đái tháo đường mà đang điều trị ở các chuyên khoa khác. Theo các bác sĩ, số bệnh nhân đái tháo đường còn có thể cao hơn bởi rất nhiều người không khám sức khỏe định kỳ. Chỉ khi bệnh chuyển nặng, buộc phải đến cơ sở y tế mới phát hiện ra. Trong cái thực tế điều trị lâm sàng thì chúng tôi nhận thấy là bệnh nhân đái tháo đường mắc rất là nhiều những cái sai lầm trong cái việc quản lý và điều trị bệnh của mình. Các bệnh nhân chỉ để ý và theo dõi cái đường máu đói của mình buổi sáng. Thực tế thì đường máu sau ăn cao mới là nguyên nhân gây nhiều các biến chứng. Chính vì vậy mà các bệnh nhân cần phải theo dõi, tự theo dõi ở nhà mình những cái chỉ số đường huyết đói buổi sáng và cả đường huyết sau ăn, để mục tiêu làm cho đường huyết của mình ổn thì các biến chứng sẽ đến chậm hơn, và đường huyết sau ăn 1 đến 2 giờ sẽ khoảng dưới 10 hoặc 11 mmol trên lít. Thời gian qua, khoa nội tiết Bệnh viện Đa khoa tỉnh thường xuyên tổ chức truyền thông sức khỏe đối với bệnh nhân đái tháo đường đến khám và điều trị, giúp họ nâng cao nhận thức, chủ động phòng ngừa và kiểm soát bệnh của bản thân cũng như các thành viên trong gia đình. Khuyến cáo bệnh nhân hạn chế tinh bột trong bữa ăn, là đảm bảo protein, glucid và lipid, ăn đa dạng thức ăn, thứ nhất là đảm bảo những chất xơ, ví dụ vitamin, ăn đúng bữa, đầy đủ, không ăn vặt. Hai là khi mà bệnh nhân về nhà thì thuốc men thì điều trị phải đúng thuốc phải đúng và khám cho đúng hẹn. Đái tháo đường là bệnh có thể phát hiện sớm thông qua khám xét nghiệm sàng lọc. Do đó dù có triệu chứng hay không, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên đi kiểm tra sàng lọc, chẩn đoán và điều trị sớm chính là chìa khóa để phòng hoặc làm chậm các biến chứng nguy hiểm của bệnh đái tháo đường.